Qua xác minh cho thấy dấu hiệu phạm tội nên ngày 19 tháng 9 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Hoàng Minh Tuấn sinh năm 1980 về tội vu khống theo quy định tại điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Các quyết định này được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn. Sau khi mở rộng điều tra ngày 1 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã có lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Phạm Đình Quý, giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Thì ngày 1 tháng 10 năm 2020, thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam. Cái quá trình điều tra ban đầu đấy, thì Hoàng Minh Tuấn và Phạm Đình Quý bước đầu đã khai nhận về cái hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hiện nay thì cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ các cái hành vi vi phạm pháp luật của hai bị can trên để xử lý theo đúng cái quy định của pháp luật. Và Bộ Công an cũng đã giao cho Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk là sẽ có cái trách nhiệm thông tin cụ thể, chi tiết hơn nếu như các phóng viên còn hỏi về cái vụ án này.